Hồ nước ngọt Sóc Trăng năm nay trang trí Tết đẹp quá nè mọi người. Ta nói nguyên một con đường đầy hoa mai chụp ảnh rất là đẹp luôn đó. Ngoài ra còn có hội chợ với rất nhiều gian hàng thoải mái cho các bạn lựa chọn. Và sẽ có những đêm ca nhạc với nhiều ca sĩ nổi tiếng khá là hay. Đặc biệt buổi tối còn có thả đèn nước và biểu diễn ánh sáng nữa nha. Thì nơi đây là hồ nước ngọt nằm ngay trung tâm thành phố Sóc Trăng luôn. Chắc đa số mấy bạn ở Sóc Trăng đều biết hồ nước ngọt này rồi đúng không? Thì năm nay được trang trí Tết phải nói rất là đẹp luôn đó mọi người. Với nguyên một con đường đầy hoa mai như thế này chụp ảnh rất là đẹp luôn đó. Phía bên trong còn có nguyên một con rồng lại chết đi liền nha. Ngoài ra còn rất là nhiều chỗ khác để mình có thể chụp hình nữa. Phải nói là Tết năm nay được sơn sửa lại rất là đẹp luôn đó mọi người. Ngoài ra trong đây còn có hội chợ với khá là nhiều gian hàng và khu vực ăn uống. Còn có chương trình ca nhạc và hát lô tô vào mỗi đêm nữa nha. Đặc biệt buổi tối còn có thả đèn nước và biểu diễn ánh sáng rất là tuyệt vời. Nói chung mình thấy trong hồ nước ngọt rất là đẹp và xứng đáng để các bạn có thể lưu lại địa chỉ và địa chỉ nha. Sau khi tham quan xong hết, nếu buổi tối có đói bụng thì mình xin nghỉ cho quán này nè. Ngay trung tâm thành phố Sóc Trăng luôn đó mọi người. Thì ở đây mình thấy có rất là nhiều món ăn, giống như combo lẩu nướng 239.000 sang được 3-4 người. Combo nướng sẽ là 169 ăn được 2-3 người. Hai combo này thì được có tặng kèm một chai nước ngọt nha. Và còn rất là nhiều món hàng, món Trung, món Thái, giá chỉ từ 30.000 trở lên cho một món ăn. Đầu tiên là món hàng thì quán sẽ có lẩu kim chi 129.000 ăn được 2-3 người. Kêu thêm vài gói mì nữa là no nê. Lẩu tteokbokki chỉ 79.000 ăn được 2 người. Bánh gạo cay sẽ là 30.000. Bánh gạo hải sản hoặc bánh gạo bò sẽ là 40.000. Bánh gạo phủ phô mai hoặc mì phủ phô mai sẽ là 55.000. Mì hải sản hoặc mì bò sẽ là 45.000. Còn mì hạp cẩm sẽ là 47.000. Mì cây khô hải sản hoặc bò sẽ là 45.000. Còn có thêm món mới bắp cung, chỉ 45.000 thôi, ăn bao gì nha. Còn món chung thì quán sẽ có lẩu tứ xuyên 139.000 ăn được 2-3 người. Mì cây tứ xuyên hải sản hoặc bò sẽ là 45.000. Mì cây tứ xuyên hạp cẩm sẽ là 47.000. Còn có thêm miếng trùng khánh chỉ 45.000, hương vị lạ miệng tuyệt vời lắm. Về món Thái thì quán sẽ có lẩu Thái hoặc lẩu tôm dùm chỉ 139.000 ăn được 2-3 người. Bún Thái và mì hái tôm thì 35.000. Mì cây tôm dùm sẽ là 45.000. Ngoài ra còn có bát Thái 35.000. Chân gà sốt Thái thì 40.000 ăn cực kỳ mê luôn nha. Còn có thêm rất là nhiều món ăn khác nữa, như bánh canh ghẹ chỉ 50.000. Ăn nếu ghẹ có vấn đề gì thì các bạn sẽ được đổi trả bù lại con mới nha. Còn có cả mì ghẹ nữa đó. Còn có thêm bánh tầm cây chỉ 35.000. Hủ tiếu sa tế bò viên 35.000. Mì xào hải sản 37.000. Hủ tiếu xào bò 40.000. Còn có cơm kagi và cơm xào hải sản 35.000. Cơm xào bò thì sẽ là 40.000. Ngoài ra còn có mực sa tế 50.000. Ghẹ hấp sẽ là 60.000. Gà rán sẽ là 30.000. Lẩu cá hồi sẽ là 99.000 ăn được 2 người nha. Lẩu mala lài lâu 139.000 ăn 2-3 người vẫn được. Về món ăn vặt thì quán sẽ có combo đồ chiên 30-40-50. Còn có thêm khoai lang mỡ hành, cơm cháy trà bông và bắp xào. Còn các món nước thì gần 100 món nước lần nha. Sẽ có trà sữa, hồng trà, soda và đồ xay. Và còn rất là nhiều món nước khác nữa. Giá thì chỉ từ 13.000 trở lên thôi nha. Có gì các bạn lưu lại địa chỉ và đi thử nè. Địa chỉ cũng khá là dễ tìm. Từ bưu điện thành phố Sóc Trăng các bạn chạy thẳng tới cây cầu này nè. Chạy thêm một đoạn tới đèn xanh đèn đỏ rẽ phải qua đường Dương Công Định. Chạy thêm hơn 300m nhìn bên tay trái là sẽ thấy quán ạ. Quán có tên là 3TV nha mọi người. Địa chỉ cụ thể nằm ở 79A Dương Công Định, phường 2 thành phố Sóc Trăng. Quán mở cửa từ 2 giờ trưa cho đến trước 21 giờ tối. Còn ai đã ghé đây gọi cho mình xin ý kiến. Bye bye.